mới đi chơi thì vui, còn đi làm thì không biết thế nào. Rồi hôm nay chị ở đây đi đâu rồi? Chắc lại thăm nhà người thân hả? Đúng rồi. Có đi đâu đi giải trí gì không? Chưa kịp. Không đi được. Trời ơi, vô đây phải ở hơi lâu lâu chút xíu. Đúng rồi. Chẳng hạn như ban ngày thì mình đi tới khu những khu du lịch để mình tham quan. Là con vướng đi cái này thì lại phải đến nhà còn, người thân nữa. Còn bằng mà chẳng hạn mình lại những cái sân khấu ca nhạc đó. Mình giải trí. Rồi xong rồi mình tối mình đi ra, mình đi ăn những cái món đi gọi là vậy đó. Anh cho biết đấy. Cho biết, mình cho biết là hôm nay tôi vô Hình Phước ăn món đó đó. Cái gì? Về tổng về quải ta hỏi ủa vô Hình Phước ăn gì không ta không? Chưa đi đâu rồi. Đi có mỗi đi siêu thị. Trời ơi, trong đây biết bao nhiêu siêu thị. Đi cái Maximax Cộng Hòa. Anh đi lòng vòng, chả đi đến đâu.